Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn Chúng ta đang quay trở lại với kênh của đồng hồ Happy Car Và cuối cùng thì chiếc xe Hyundai Creta đã chính thức có giá niêm yết tại thị trường Việt Nam Và Hyundai thành công đã có công bố ra 3 mức giá với 3 phiên bản Đó chính là phiên bản tiêu chuẩn 620 triệu Phiên bản đặc biệt là 670 triệu và phiên bản cao cấp là 730 triệu đồng Và ở trong clip ngày hôm nay thì dành cho những quý khách hàng chúng ta đang có ý định đặt với chồng sản phẩm Hyundai Cresta hoàn toàn mới năm 2022 Em cũng sẽ làm cho mọi người đó chính là về phần giá niêm yết Đăng ký xem lăn bánh ở Hà Nội này, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh ở thời điểm hiện tại dành cho các quý anh chị Và tất nhiên sẽ cập nhật cho mọi người cả thông số kỹ thuật của chiếc xe này Hyundai Cresta sẽ là phiên bản thay thế hoàn toàn cho Hyundai Kona được lắp ráp tại trường Việt Nam. Với Creta thì chúng ta sẽ nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Vì vậy là tất nhiên những cái dòng xe mà nhập khẩu thì chúng ta sẽ không được giảm 50% thuế ở trước ngày 31 tháng 5. Với những cái nâng cấp từ ngoại hình, tính năng ở trong nội thất và an toàn thì hứa hẹn rằng chiếc Hyundai Creta năm 2022 cũng sẽ là một sản phẩm rất bán chạy của Hyundai thành công. Um, mọi người có thể nhìn thấy ở phần mặt ga lăng thì của chiếc xe Hyundai Creta chúng ta rất giống với người đàn anh đó chính là Hyundai Tucson đang bán cực kỳ chạy đúng không ạ còn phần hốc đèn thì quyết đã hơi thấy giống chiếc xe Mitsubishi Expander không biết mọi người thấy thế nào quay trở lại clip ngày hôm nay thì quyết sẽ cập nhật trước cho mọi người về biểu phí thuế sau khi mà chúng ta lăn bánh xong đối với dòng sản phẩm Hyundai Creta đầu tiên chúng ta sẽ nói tới phiên bản Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn chúng ta sẽ có mức giá niêm yết là 620 triệu đồng. À, với những quý anh chị mà chúng ta đang ở Hà Nội thì chúng ta sẽ cộng thêm tiền thuế trước bạ là 12%, tiền biển 20 triệu, phí đăng kiểm, phí sử dụng bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự thì tổng cộng giá trị lăn bánh của chiếc xe này sẽ rơi vào khoảng là 716 triệu đồng. Còn những quý anh chị mà chúng ta đang ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh thì thuế sẽ là 10% À, tất nhiên tiền biển này phí đăng kiểm phí sử dụng bộ bảo hiểm trách nhiệm dân sự thì ở tỉnh thì sẽ là khoảng 1 triệu còn đối với thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 20 triệu thì ở tỉnh sẽ là 685 triệu đồng còn những quý khách hàng chúng ta đang ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 704 triệu và quý xin được nhắc lại ở Hà Nội sẽ là 716 ở tỉnh 685 ở thành phố Hồ Chí Minh 704 triệu đồng Hiện tại thì đại lý đã có đơn nhận đặt hàng với dòng sản phẩm Hyundai Cresta năm 2022 rồi. Vì vậy là nếu quý anh chị muốn biết thông tin chi tiết và cũng như màu sắc thì quý anh chị chúng ta vui lòng gọi điện vào hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình hoặc kết bạn qua Zalo thì bên em cũng sẽ gửi những cái thông tin, khuyến mãi và cũng như chương trình đặt hàng sớm nhất dành cho các quý anh chị. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với dòng sản phẩm đó là Hyundai Cresta với phiên bản À, đặc biệt phiên bản đặc biệt thì cao hơn 50 triệu đồng à, với cao hơn 50 triệu đồng thì chúng ta có những cái gì sự khác biệt đầu tiên thì chúng ta cần phải kể tới đó chính là chúng ta sẽ có bộ đèn chiếu sáng là led thay vì là bi halogen như phiên bản tiêu chuẩn cái thứ hai là chúng ta sẽ có thêm là điều hòa tự động chứ không phải điều hòa cơ cái thứ ba đó chính là chúng ta sẽ sở hữu là 8 loa Bose thay vì là 6 loa Cái thứ tư đó chính là chúng ta sẽ có thêm các tính năng như là túi khí sẽ là 6 thay vì túi khí của phiên bản tiêu chuẩn chỉ có hai túi khí thôi đó à, còn đâu thì chúng ta vẫn được trang bị các tính năng như camera lùi hệ thống cảm biến phía sau ABS EBD BA hay là hỗ trợ khởi hàng ngang dốc HAC đó màn hình cảm ứng 10,25 inch sẽ được trang bị ở trên phiên bản này và đấy chính là những cái sự khác biệt tranh nhau khoảng 50 triệu đồng thì mọi người nghĩ sao lựa chọn cái phiên bản nào dành cho quý anh chị vậy thì lăn bánh đối với phiên bản đặc biệt ở Hà Nội của phiên bản Cresta đặc biệt thì sẽ là 772 triệu đồng ở tỉnh sẽ là 740 triệu đồng và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 759 triệu <laughs> Nếu quý anh chị mà chúng ta muốn sở hữu chiếc xe này thì mọi người chỉ cần chuẩn bị giúp quyết đó chính là 204 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Nếu quý anh chị chúng ta đang có nhu cầu đặt hàng với phiên bản Hyundai Cresta phiên bản đặc biệt thì mọi người vui lòng gọi điện vào hotline ở phía bên dưới để được nhận các cái thông tin, khuyến mãi đặt hàng sớm nhất của đại lý. Và phiên bản cuối cùng đó chính là phiên bản Hyundai Cresta Phiên bản 1.5 cao cấp. Phiên bản 1.5 cao cấp thì so với hai phiên bản còn lại chúng ta sẽ có những cái thông số vượt trội. À, quyết cần phải nói tới đầu tiên, đó chính là chúng ta sẽ có sưởi và làm mát ghế ở phía trước. Thứ hai là chúng ta sẽ có thêm, đó chính là điều hòa tự động ở trên phiên bản cao cấp nhất. Thứ ba, đó chính là màn hình đa thông tin lên tới là 10,25 inch màn hình digital mọi người nha. À, tương tự chúng ta sẽ có 8 loa giống phiên bản đặc biệt tuy nhiên cái này mới là điều rất là quan trọng đó chính là về phần an toàn khi chỉ có trên phiên bản cao cấp nhất những cái hệ thống ví dụ như là hỗ trợ tránh va chạm người đi bộ fca hay là tính năng đèn tự động điều chỉnh ahb hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau rcca và cảnh báo va chạm khi mà ra khỏi xe đó <laughs> rất là nhiều các cái tính năng an toàn đúng không ạ cùng với đó chúng ta sẽ có hai cái cạnh ạ an toàn đó chính là cảnh báo điểm mù và hỗ trợ giữ làn đường với phiên bản này thì chúng ta sẽ có cái mức giá bán đó chính là 730 triệu Những cái tính năng an toàn này thì cạnh tranh trực tiếp với chiếc xe Toyota Cross như mọi người biết thì trên phiên bản Toyota Cross thì phải là phiên bản 830 triệu đồng nghĩa là cao hơn khoảng 100 triệu so với phiên bản Cresta à, thì chúng ta mới có những cái tính năng an toàn như cảnh báo tiền va chạm à, tự động phanh hay là tự động bật tắt đèn pha Hay là kiểm soát hành trình chủ động Thì mới có trên, trên phiên bản này Nhưng đối với Cresta thì chúng ta đã có rồi Tất nhiên về phần vận, vận hành thì chúng ta cần phải có xe Thì chúng ta mới nhận định được Một cách là chính xác hơn Tuy nhiên về mặt option là chúng ta đã thấy ngang nhau rồi Tất nhiên là ở những cái dòng xe Hyundai những Dòng xe Hàn với dòng xe Nhật Thì luôn luôn có sự tranh lệch như vậy Về option à, Nói về phần lăn bánh thì Quên cũng chia sẻ ngay cho mọi người Phiên bản cao cấp nhất Lăn bánh ở Hà Nội sẽ là 839 triệu đồng, ở tỉnh 806 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 825 triệu đồng. Và để sở hữu chiếc xe này, mọi người chỉ cần chuẩn bị giúp quyết là 222 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu được phiên bản Crafta, phiên bản cao cấp nhất. Và đó chính là những thông tin dành cho những quý anh chị chúng ta đang quan tâm đến phiên bản Hyundai Cresta năm 2022 và nếu mọi người đang có nhu cầu đặt hàng thì mọi người vui lòng gọi điện và hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình và một lần nữa cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất.